Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Lính Ukraine kể về lần lượt 7 công sự của Nga. Binh sĩ Ukraine mở đường qua bãi mìn rồi tiến vào chiến hào tại một ngôi làng. Lực lượng Nga lập tức kích hoạt mìn gài sẵn tại đó. Chỉ huy Ukraine có bí danh là Project cho biết đơn vị dưới quyền gồm các binh sĩ được huấn luyện cho nhiệm vụ đặc biệt. Hồi tháng 6 nhận lệnh tiến công vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến. Tuy nhiên, cuộc tập kích thất bại và lực lượng Ukraine chịu thương vong nặng nề, buộc phải rút lui sau 4 ngày. Trong ngày đầu tiên, đơn vị của Project dùng thiết giáp tiến công ngôi làng ngang kiểm soát ở phía tây mặt trận. Tuy nhiên, các phương tiện này nhanh chóng bị pháo binh Nga phá hủy trong ngày đầu tiên. Buộc Project và cấp dưới phải đi bộ vào làng qua hàng cây đã bị cài mìn. Các binh sĩ Ukraine dùng thuốc nổ dọn mở một lối đi hẹp. Những người đầu tiên tiếp cận vị trí của lực lượng Nga nhanh chóng lao xuống chiến hào gần nhất. Tuy nhiên, những khói thuốc nổ cài sẵn trong chiến hào bất ngờ phát nổ. Một số quả khác đánh trúng các binh sĩ ở rìa hàng cây. Chiến hào đã bị cài mìn. Binh sĩ dưới quyền tôi nhảy vào chiến hào, nơi đó nổ tung, Project nói. Ông cho biết lực lượng Nga theo dõi đơn vị Ukraine rồi kích nổ mìn từ xa. Những người thoát khỏi vụ nổ trong chiến hào sau đó bị lọt máy bay không người lái UAV tự sát của Nga tấn công. Dường như mỗi người họ mang theo ít nhất một UAV. Chúng tôi không thể biết chính xác họ có bao nhiêu UAV, Project cho biết. Vài tuần sau cuộc tập kích bất thành của đơn vị do Project chỉ huy, lực lượng Nga vẫn kiểm soát ngôi làng đó. Câu chuyện của chỉ huy Ukraine phù hợp với thông tin Nga sử dụng chiến thuật lập chiến hào giả để bẫy đối phương mà chuyên gia Michael Kopman của Trung tâm Phân tích Lực lượng Hàng hải CNA có trụ sở tại Mỹ đưa ra. Lực lượng Nga đào các chiến hào giả và cài mìn trong đó, ông Kopman cho biết. Lực lượng Nga đang cố gắng dụ các binh sĩ Ukraine vào chiến hào đã được cài mìn kích hoạt từ xa. Các binh sĩ Ukraine nhảy vào các chiến hào được cố ý bỏ trống, sau đó lính Nga cho nổ tung nơi đó. Ukraine phát động chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 với nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí phương Tây. Quân đội Ukraine thường xuyên tuyên bố đạt thành công một phần và tiếp tục tiến lên. Song quá trình này diễn ra chậm hơn so với đợt tấn công chớp nhoáng hồi năm ngoái. Trong khi đó, Nga khẳng định Ukraine chịu tổn thất lớn nhưng không đạt được bước tiến cụ thể nào trong khoảng 2 tháng phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31 tháng 1 cho biết, quân đội Ukraine mất gần 21.000 binh sĩ và hơn 2.200 phương tiện chiến đấu trong nỗ lực phản công bất thành. Bản tin tiếp theo, Pháp lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Niger. Pháp sắp sơ tán công dân khỏi Niger do lo ngại bất ổn tại nước này sau cuộc đảo chính quân sự tuần trước. Với tình hình an ninh đang xấu đi ở Niamey, một chiến dịch sơ tán bằng đường không từ Niamey đang được chuẩn bị. Đại sứ quán Pháp tại Niger cho biết trong tin nhắn gửi đến công dân hôm nay, các đợt sơ tán sắp diễn ra trong thời gian rất hạn chế. Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận thông tin họ đang lên kế hoạch sơ tán công dân và sẽ sớm triển khai. Theo cơ quan này, có gần 1.200 công dân Pháp ở Niger trong năm 2022. Lực lượng cận vệ Tổng thống Niger ngày 26 tháng 7 đã bắt và quản thúc Tổng thống Mohamed Bazoum tại dinh thự. Quân đội Niger sau đó tuyên bố trung thành để tránh xung đột trong lực lượng vũ trang. Tướng Abdulhamame Chiani, chỉ huy lực lượng cận vệ, được chọn làm tân lãnh đạo. Các cuộc biểu tình bài Pháp ủng hộ Nga bùng phát ở Niamey sau đó. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 30 tháng 7 cảnh báo Pháp sẽ lập tức hành động và không khoan nhượng nếu công dân hoặc lợi ích của Paris bị xâm phạm, khi hàng nghìn người tập trung bên ngoài đại sứ quán Pháp. Một số tìm cách đột nhập vào khu nhà, buộc bảo vệ phải dùng hơi cay để đẩy lùi. Niger từng là thuộc địa của Pháp trước khi tuyên bố độc lập năm 1960. Đây là quốc gia không giáp biển với diện tích gần 1,3 triệu km vuông, trong đó có khoảng 80% nằm trong sa mạc Sahara. Niger có dân số khoảng 25,4 triệu người, hầu hết theo đạo Hồi, sống tập trung ở miền Nam và miền Tây đất nước. Niger còn là đối tác chính của Pháp và Mỹ trong chiến dịch đối phó phiến quân Hồi giáo cực đoan ở vùng Sahel, tại Tây và Trung Phi, ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp từ khu vực châu Phi cận Sahara. Liên minh châu EU cũng là một nhóm nhỏ binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự ở Niger. Cả ba bên đều lên án cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia Tây Phi.
nay giờ trở thành quốc gia thứ ba thuộc vùng Sahel rung chuyển vì đảo chính quân sự trong vòng 3 năm qua sau Mali và Burkina Faso. Hai quốc gia này cũng từng là thuộc địa của Pháp. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS ngày 30 tháng 7 yêu cầu Niger khôi phục quyền lực cho tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trong vòng một tuần. Quá hạn chót này, ECOWAS sẽ sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả vũ lực, để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Mali và Burkina Faso, hai nước hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, cho biết họ sẵn sàng tuyên chiến nếu Niger bị can thiệp quân sự. Tin kế tiếp, chiến hạm Nga bắn nổ xuồng tự sát Ukraine. Bộ Phòng Nga thông báo, hai sào tuần tra nước này đã bắn nổ 3 xuồng tự sát Ukraine ở Biển Đen khi chúng tìm cách tiếp cận để tấn công. Lực lượng vũ trang Ukraine đêm qua sử dụng 3 xuồng không người lái trong nỗ lực bất thành nhằm tấn công tàu tuần tra Sergei Khotov và Vasily Baikov thuộc hạm đội Biển Đen khi hai con tàu đang làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở Tây Nam Biển Đen. Cách Sevastopol 340 km, Bộ Phòng Nga ngày 1 tháng 8 thông báo. Cơ quan này cho biết thủy thủ đoàn tàu tuần tra Sergei Khotov và Vasily Baikov dùng vũ khí thông thường phá hủy cả 3 xuồng không người lái của địch. Các tàu Sergei Khotov và Vasily Baikov sau đó tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Phòng Nga cho biết. Vụ tấn công xảy ra sau khi Ukraine ngày 30 tháng 7 công bố xuồng tự sát chứa 300 kg thuốc nổ với tầm tấn công khoảng 800 km. Đại diện nhà phát triển Ukraine tuyên bố xuồng tự sát của họ nhanh hơn bất cứ thứ gì khác trên Biển Đen và chiến hạm Nga khó phòng thủ hiệu quả trước phương tiện này. Kênh CNN nhận định xuồng tự sát có thể chứng tỏ vai trò mang tính sống còn trước các mối đe dọa của Nga nhằm vào tàu hàng sau khi Moscow rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá đây là vũ khí giá rẻ, hiệu quả cao mà Ukraine có thể dùng để tung đòn tập kích vào phía sau phòng tuyến Nga. Họ cũng cho rằng chi phí chế tạo và bảo vệ xuồng tự sát thấp hơn rất nhiều với số tiền bên phòng thủ phải chi để đối phó với chúng. Điều này tạo ra lợi thế cho Ukraine. Ukraine từng vài lần dùng xuồng tự sát tấn công tàu hải quân Nga hoạt động trên Biển Đen. Vụ gần nhất diễn ra ngày 25 tháng 7. Khi đó, tàu tuần tra Sergei Khotov bắn nổ hai xuồng tự sát của Ukraine tập kích trong đêm. Bộ Phòng Nga cho biết không có thương vong trong tập kích này, tàu Sergei Khotov sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Quân đội Nga gần đây nhiều lần tập kích thành phố cảng Odessa và một số đô thị của Ukraine nhằm phá hủy xưởng chế tạo cùng kho xuồng tự sát, nơi sản xuất và tập kết máy bay không người lái UAV, cùng kho tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây chuyển đến. Chiến hạm Sergei Khotov và Vasily Baikov thuộc lớp tàu tuần tra cỡ lớn đề án 22160, chuyên làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát và bảo vệ trên các vùng biển. Tàu có lượng dẫn nước 1.300 đến 1.700 tấn, dài 94 mét, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h với tầm hoạt động khoảng 9.500 km. Chúng được trang bị một loại pháo tự động lưỡng dụng AK-176MA 76,2 mm. Hai súng 14,5 mm, súng phóng lựu chống biệt kích hai nòng DB-64. Chiến hạm có thể được trang bị tên lửa phòng không TOT-M2KM, tên lửa hành trình Kalib, tổ hợp phòng không 3M47 Gipka hoặc ngư lôi Bắc Kiệt 324 mm. Bản tin thứ tư. Thống đốc Florida cáo buộc con trai ông Biden được biệt đãi. Thống đốc Florida DeSantis cho rằng Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ, đáng lẽ bị bỏ tù nếu thuộc đảng Cộng hòa. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hôm 31 tháng 7 nhắc về những bê bối của Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ, cho rằng chính quyền đã áp đặt tiêu chuẩn kép về công lý với sự việc này. Không có lệnh khám xét từ FBI, không có đại bồi thẩm đoàn, không có sự hiếu chiến như lúc chính quyền nhắm vào một số đảng viên Cộng hòa, ông DeSantis nói. Thống đốc Florida nói thêm, FBI đã quyết liệt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng không thể hiện thái độ tương tự với đảng viên Dân Chủ Hillary Clinton và giờ là Hunter Biden. Nếu Hunter Biden là đảng viên Cộng hòa, cậu ta đã bị bỏ tù rồi, ông DeSantis nói. Hunter Biden hôm 21 tháng 6,
đạt thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ liên quan hai cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang hôm 26 tháng 7 không chấp nhận thỏa thuận này. Hunter sau đó tuyên bố vô tội và sự việc chưa được giải quyết xong. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Hunter là công dân và đây là vấn đề cá nhân. Vụ việc được Bộ Tư pháp xử lý độc lập dưới sự dẫn dắt của một công tố viên được bổ nhiệm từ thời ông Donald Trump, bà Jean-Pierre cho biết. Hunter, 53 tuổi, bị cáo buộc trốn thuế đối với hơn 1,5 triệu USD thu nhập trong năm 2017 và năm 2018. Các cáo buộc xuất hiện trong cuộc điều tra từ năm 2018. Bộ Tư pháp Mỹ cùng năm cũng cáo buộc Hunter sử dụng vũ khí trái phép khi đang sử dụng chất gây nghiện. Hunter đối mặt án tù lên đến 12 tháng với mọi cáo buộc trốn thuế và tối đa 10 năm với các cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Hunter từng thành lập các công ty tư vấn và đầu tư, làm việc trong lĩnh vực cổ phần tư nhân và giữ ghế trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức khác nhau, trong đó có một công ty ở Trung Quốc và Ukraine. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ngã tử vong khi leo biểu diễn trên tòa nhà cao tầng. Thi thể Remy Lucidi, 30 tuổi, công dân Pháp, được tìm thấy trong khu chung cư ở Hồng Kông, nghi rơi từ tòa nhà cao tầng khi đang leo biểu diễn. Cảnh sát Hồng Kông hôm 31 tháng 7 cho biết thi thể người đàn ông tham gia các môn thể thao mạo hiểm được tìm thấy ở khu dân cư giàu có Mid-Level tại Hồng Kông. Sau cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát tin rằng nạn nhân rơi xuống từ gờ tường, không có thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Lucidi có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội với cái tên Remy Enigma, nhờ đăng những bức ảnh chinh phục các công trình kiến trúc cao trên khắp thế giới. Theo cảnh sát, Lucidi vào khu chung cư và nói với bảo vệ rằng anh ta đến thăm người bạn ở tầng 40, nhưng thay vào đó lại đi thang máy lên tầng 49 và đi thang bộ lên tầng trên cùng. Cảnh sát cho biết Lucidi gõ cửa sổ căn hộ áp máy trên tầng 68 vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, yêu cầu được vào. Người giúp việc bên trong nghi ngờ và gọi cảnh sát. Cảnh sát sau đó nhận cuộc gọi từ bảo vệ tòa nhà thông báo một vụ rò rỉ ga, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện thi thể Lucidi bên ngoài tòa nhà. Các nhà điều tra cho rằng cú ngã của nạn nhân làm vỡ một đường ống dẫn ga. Cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước Pháp trên người nạn nhân, cùng camera thể thao chứa các cảnh quay trước đó về một số môn thể thao mạo hiểm. Những người theo dõi Lucidi bày tỏ thương tiếc trên mạng xã hội. Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội cách đây một tuần, Lucidi chia sẻ bức ảnh cảng đêm ở Hồng Kông. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ ngày càng được nhiều khán giả trên cả nước ủng hộ mình luôn nhé. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những bản tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.